Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh OTP Club Channel nha. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày 9 tháng 10 ha. Hôm nay thị trường đã có những cái sự tích cực, đặc biệt là vào giai đoạn cuối phiên anh chị ha. Và thị trường đã vượt qua được một cái kháng cự tương đối là quan trọng. Đó. Hôm nay đã vượt qua kháng cự rồi thì dự kiến trong những phiên tới sẽ như thế nào? Thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho anh chị có thể theo dõi nha. Đó. Cũng sẽ phân tích kỹ hơn cho anh chị có thể theo dõi, thì anh chị hãy để lại những cái like, những cái chia sẻ, và đặc biệt là anh chị hãy tương tác, thả tim, bình luận ha, vào phần bình luận bên dưới để giúp Tùng lan tỏa video này đến nhiều người cần hơn, và cũng như là góp phần giúp đẩy kênh ITP càng ngày càng phát triển chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào phần thị trường trong ngày hôm nay ha. Trước khi đó thì anh chị hãy nhắn tin hoặc là gọi điện thoại theo số điện thoại ngay trên góc màn hình, số điện thoại của Tùng, thì hy vọng là được đồng hành cùng hỗ trợ anh chị kiếm tiền trong giai đoạn tới, đặc biệt là sẽ giúp anh chị cơ cấu tài khoản trong giai đoạn này ha, để chúng ta sẵn sàng cho những biến động có thể là sẽ lớn trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Ok, thì quay trở lại đối với lại thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là tăng 8,8 điểm ha. Đó, mức tăng là 0,78% và đóng cửa 1137.36 điểm. Vượt qua được cái kháng cự là 1135. VN30 thì tăng 10,5 điểm và đóng cửa 1150. Chỉ số sàn Hà Nội cũng tăng, tuy nhiên thì Upcom thì giảm. Hôm nay thì thanh khoản của sàn HOSE là 12.300 tỷ và thanh khoản ba sàn là gần 16.000 tỷ. Mặc dù cải thiện so với phiên trước nhưng mà thanh khoản này thì vẫn ở mức thấp ha. Số lượng cổ phiếu tăng ngày hôm nay vượt trội so với giảm. 352 mã tăng, chỉ có 145 mã giảm thôi. VN30 thì có 20 mã tăng và chỉ có 9 mã giảm. Khối ngoại thì hôm nay lại quay trở lại tiếp tục bán ròng, thì bán 710 tỷ. Tập trung bán ở các cổ phiếu như là PAU, VIX, VAX, BAC, GET, đặc biệt là PAU bán rất nhiều ha. Ở trường hợp ngược lại thì theo chiều mua thì khối ngoại họ lại mua cổ phiếu Novaland. Đấy, Novaland ha. Tiếp theo là Hòa Phát, IDC, Khang Điền, NT2. Ở cái trang web này thì họ thống kê không có đúng cho lắm chị. Về tự doanh, ngày hôm nay á, tự doanh bán ròng 200 tỷ đồng, tập trung bán ở các cổ phiếu blue chip ha. Đây, hôm nay thì nếu mà nhìn vào tự doanh, nhìn vào tự doanh, hôm nay tự doanh chúng ta thấy là họ mua chứng chỉ quỹ, rồi cổ phiếu PAU. Ở chiều ngược lại là họ bán tương đối nhiều các cổ phiếu FPT, VPBank, Thế Giới Di Động, Techcombank, PNG, BSR, Hòa Phát, SSI, Zemadet, ACB. Trong đó nhiều nhất là FPT, VPBank, Thế Giới Di Động và Techcombank. Về chuyển động thị trường thì chúng ta thấy hôm nay ha, những cổ phiếu kéo thị trường tăng điểm bao gồm GAS, Vinhome, FPT, Hòa Phát, VPBank và ACB, CTG. Ở chiều giảm thì có Vietcombank, VIX, BID, Vinamilk, Sabeco, VRE. Về chuyển động ngành ngày hôm nay thì gần như là tất cả các ngành thì đều tăng, ngoại trừ nhóm bia, rồi nhóm bánh lẻ, nhóm thực phẩm, công nghiệp nặng là những cái nhóm giảm. Còn lại thì đa số các nhóm ngành khác đều tăng. Trong đó những nhóm tăng mạnh như là nhóm dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, kim loại, viễn thông và bất động sản. Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay thì dẫn đầu đó là VAX của nhóm chứng khoán tăng 2%, SHS tăng 1,7%, VND tăng đến 3,4%, SSI tăng nhẹ thôi, 0,8%. Đối với nhóm bất động sản thì có DIG tăng 3,8%, Novaland hôm nay cũng khá tốt ha, tăng 3,2%. Nhóm ngân hàng có đại diện VPBank tăng 2,2%, GEX tăng 0,5%, HAG của anh Đức ha, tăng 3,1% và Hòa Phát thì tăng 2,2%.
Đối với thị trường thế giới lúc này thì bốn chỉ số đại diện của châu Á thì đang có hai chỉ số đỏ và hai chỉ số tăng xanh. Đối với thị trường châu Âu cũng vậy, một nửa xanh một nửa đỏ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy các chỉ số đỏ thì có mức đỏ nặng hơn ha, 0,8%, trong khi mức xanh thì xanh rất là nhẹ. Đối với Dow Jones thì phiên cuối tuần trước Dow Jones tăng 288 điểm. Và hiện tại thì Dow Jones Future thì đang giảm gần 170 điểm. Đối với giá dầu thì sau khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ ha, đang lập tức quay trở lại quanh cái vùng 86 đô rồi anh chị. Rồi quay lại với thị trường nha. Trước tiên thì chúng ta nói về thế giới trước đi. Đồ thị của thế giới. Dow Jones anh chị. Đấy, hôm trước thì mình có nói là có khách sạn đúng không? Chúng ta thấy có khách sạn thì khả năng là nó sẽ hồi. Sau khi mà tạo về đúng ngay cái vùng hỗ trợ này, anh chị thấy nè, về đúng con dao găm của hỗ trợ tuần thì hồi, và đặc biệt có khách sạn, cho nên việc Dow Jones hồi là bình thường anh chị. Thì dự kiến có thể là Dow Jones sẽ tiếp tục tăng, và thậm chí là có thể tăng lên tối đa là quanh cái khu vực này nè anh chị, khoảng 33.800. Sau đó thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh để test đáy hai nhá. Đó, tức là hiện tại thì Dow Jones đang, sau khi về cái vùng đáy này thì đang đang có một nhịp hồi rồi đúng không? Thì có thể sẽ hồi hồi xong rồi sẽ có một nhịp quay lại test đáy hai chị. Đấy, đây là cái khả năng đi của Dow Jones nhá. Thì trước mắt là chúng ta thấy là Dow Jones đang đi rồi ha. Hiện tại thì vẫn còn khả năng tăng tiếp trong vòng vài phiên nữa, trong vòng vài phiên nữa. Nhưng mà sau đó thì khả năng rất cao thì chỉ số này cũng sẽ phải test đáy. Anh chị thấy thì Dow Jones thường là họ đánh rất là chuẩn kỹ thuật ở cái việc là test đáy hai. Đấy, những cái lần mà Dow Jones tạo đáy bao giờ cũng đi lên, sau đó thì quay lại test đáy hai. Test đáy thành công rồi mới đi lên tiếp. Đấy, những cái giai đoạn bao giờ cũng vậy ha. Có những giai đoạn test không thành công thì tiếp tục là có những cái đáy mới. Thì về xu hướng Dow Jones thì mình cũng đã nói nhiều lần rồi, theo Tùng đánh giá thì khả năng là chỉ số này cũng sẽ không rơi quá sâu nữa anh chị. Có thể là sâu nhất thì sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ bên dưới ở quanh khu vực 32.000 thôi. Tức là có thể là sẽ trong trường hợp mà quay lại test đáy hai thì thậm chí có thể là sẽ thủng cái đáy hai để rơi về sâu hơn. Nhưng mà đâu đó quanh cái vùng 32.000 này thì là một cái vùng hỗ trợ tương đối là chắc chắn ha. Rồi, nói chung là chúng ta phân tích về thế giới một chút xíu thôi anh chị. Còn thực ra vừa đi chúng ta giai đoạn này thì không có đi cùng pha thế giới ha. Cho nên là chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo là chính thôi anh chị nhé. Giá dầu anh chị thấy mình phân tích tương đối chuẩn ha. Sau khi lên cái vùng 94 đô thì phân tích là nó sẽ điều chỉnh đúng không? Thì sau khi giá dầu quay về quanh vùng 82 đô thì bây giờ đã quay lại quanh cái vùng 86 đô anh chị. Đấy. Thì dự kiến sắp tới có thể là nó sẽ trở lại một cái trạng thái tích lũy mới. Còn chúng ta đã dự kiến giai đoạn trước đó là đi lên vùng cản đúng không? Sau đó thì điều chỉnh về thì đã xong cái việc nhận định rồi. Còn giai đoạn sắp tới giá dầu đi như thế nào thì theo mình đánh giá là chúng ta nên theo dõi. Còn lúc này thì không chắc chắn, có khả năng thì sẽ tích lũy lại sau một cái nhịp điều chỉnh sâu thì sẽ tích lũy lại. Hoặc là thậm chí là có thể tăng nhẹ nhàng lên, nhưng mà nếu mà tăng lên quanh cái vùng đỉnh này thì giá dầu cũng sẽ chưa tăng ngay được. Theo mình đánh giá thì có khả năng là sẽ tích lũy lại, hoặc là thậm chí có thể là sẽ có những cái nhịp quay lại để test đáy nữa anh chị nhé. Thì cái việc của giá dầu thì liên quan đến quá nhiều nước trên thế giới, cho nên chúng ta chỉ phân tích sơ sơ thôi. Những giai đoạn nào xu hướng rõ ràng hơn thì chúng ta phân tích. Nhưng mà có một điều anh chị thấy là rõ ràng từ hơn một tháng đến nay thì đa số các cổ phiếu dầu khí đều không vận động theo giá dầu, cho nên cái việc giá dầu tăng hay là giảm thì cũng không quá quan trọng đúng không? Năm ngoái hoặc là 2 năm về trước 2021 mình luôn phân tích giá dầu để cho anh chị tham gia đánh sóng của cổ phiếu dầu khí, nhưng giai đoạn gần đây thì không còn liên quan nhiều anh chị ha. Đặc biệt là những giai đoạn mà giá dầu nó rơi sâu xuống cái vùng 67 dưới 70 đô này thì cổ phiếu dầu khí cũng không giảm sâu. Đấy. Mà sau đó thì đi lên từ dưới 70 đô mà đi lên trên 90 đô thì cũng không tăng mạnh. Đó, cho nên chúng ta thấy là gần như là không có ảnh hưởng bởi giá dầu nhiều nữa ha.
À, tóm lại thì các cổ phiếu dầu khí thì theo một cái bài phân tích trước đây mình đọc á, mình thì không có rành về cái biên lợi nhuận ha, nhưng mà theo phân tích thì hình như không lầm là chỉ cần giá dầu trên 65 hay 70 đô gì anh chị là các doanh nghiệp dầu khí đã có lãi rồi đó. Còn nếu mà duy trì được ở cái vùng cao trên 80 đô thì khá là tốt đúng không? Thì đối với sóng cổ phiếu dầu khí thì chắc chắn là nó sẽ phụ thuộc vào dự án lô BOMOL, ngoại trừ cổ phiếu BSR thôi anh chị. Đấy. Ngoại trừ BSR thì có thể là sẽ ảnh hưởng bởi giá dầu. Còn lại thì các cổ phiếu khác thì mình đánh giá là sẽ phụ thuộc phần lớn vào dự án lô BOMOL. Và mình cũng có nói với anh chị rồi ha. Cái dự án đó thì mình có một niềm tin dài hạn trong 1-2 năm tới đối với cổ phiếu dầu khí sẽ có những con sóng lớn đúng không? Nói rất là nhiều lần rồi, hôm nay nhắc lại một chút thôi. Ok, thì quay trở lại với thị trường chung anh chị nhé. Thị trường chung, đặc biệt là anh chị để ý cho mình, những cái thời điểm gần nhất thị trường tạo đáy thì chỉ số RSI nó mới chỉ thấp xuống nhất, đó là cái mốc 29 thôi anh chị. Có nghĩa là thị trường chưa đi vào cái vùng hoảng loạn cho lắm. Đó, nhà đầu tư thì có một chút hoảng loạn nhưng mà sau đó thì họ đã nhanh chóng quên đi. À, có vẻ như nhà đầu tư đang sớm kỳ vọng là thị trường đang tạo đáy ở đâu đây. Cho nên anh chị thấy là cái đồ thị tâm lý bắt đầu nhổng lên rồi. Nhà đầu tư bắt đầu quên rồi. Và họ bắt đầu lạc quan hơn. À, thì khi mà chỉ số RSI chưa rơi sâu á, cũng sẽ có hai ý nghĩa. Một là thể hiện cái việc thị trường tương đối mạnh, chỉ số không giảm sâu. À, cái trường hợp thứ hai đó là chưa giảm xong. Đó. Có hai trường hợp anh chị, đúng không? Mà cái việc giảm xong hay không thì lúc này không ai biết được, đúng không? Đó. Có thể là thị trường mạnh hoặc có thể là chưa giảm xong. Thì về quan điểm của mình thì cái hình vẽ mình là vẽ trước đây anh chị rồi ha, không phải đến bây giờ chúng ta mới vạch ra. Đấy, đã vẽ trước cho anh chị. Cái vùng tạo đáy 1 chúng ta đã bắt đáy ở khu vực 1120 1130 đúng không? Cái vùng thứ hai chúng ta đã bắt ở quanh vùng 1100 cho đến 1110. À, và đến ngày hôm nay đang tương đối thành công là lên 1137. Nhưng mà dĩ nhiên là cái vùng vừa rồi, cái vùng gần nhất thì mình có nói với anh chị là ưu tiên tham gia đánh T0 ha. Đó. Cho nên về cái quan điểm của mình lúc này anh chị đang thấy cái mũi tên màu trắng này, rơi về cái vùng này và hồi lên cái vùng vùng phía trên. Thì quan điểm của mình thì thị trường sẽ lên đến cái khu vực 1150 thôi anh chị. Đấy, cái quan điểm của mình là thị trường sẽ đi lên đến khu vực này thôi. Khó mà đi xa được. Nếu mà muốn đi xa thị trường nó sẽ phải cần thế này anh chị. Nếu mà nó muốn nó đi xa hơn, tức là 1150 lúc này đang là cái cản đúng không? Nếu anh chị kỳ vọng vượt cái cản này để đi lên cao hơn á, thì cái vùng cản tiếp theo sẽ là khu vực quanh 1170. Cái cản này á, sẽ là cái cản mạnh hơn, và đặc biệt là trong 2 tuần trước khi mà thị trường bắt đáy thành công ở 1120 1130 có một cái nhịp hồi thì nó không đi lên được tới cái cản luôn chị. Cản 1170 nhưng mà nó chỉ đi lên cao nhất là 1164 thôi, đúng không? Lên cao nhất là 1164 thôi. Đó, tức là cái cản màu đỏ trên này là khá cứng. Cái xu hướng chính thì mình vẫn là chỉ cho anh chị là xu hướng rơi về đúng không? À, xóa bớt cho mọi người đỡ rối ha. Đấy. Thì bây giờ này, rơi về hồi lên, rơi về tiếp, bây giờ cũng đang hồi lên tiếp. Đúng không chị? Rất là đúng cái con đường mà mình vẽ cho anh chị từ trước đúng không? Cái con đường này mình vẽ từ những thời điểm mà thị trường đang ở đâu đó cái khu vực 1164 ấy. Đấy. Thì hồi thời thời điểm đó thì mình có nói với anh chị là thị trường nó sẽ hồi lên một nhịp đúng không? Sau đó thì nó sẽ tiếp tục rơi phải không? Đó. Có nói với anh chị rồi ha. Rồi. Thì nó đã đi đúng và cho đến bây giờ nó cũng đang đúng rồi. Thì dĩ nhiên là mình có niềm tin vào cái sự phân tích từ 2 tuần trước chứ anh chị, từ 3 tuần trước, mà cũng không phải là 3 tuần trước nữa mà chính xác là hơn 1 tháng nay rồi ha.
kể từ những thời điểm mà ITP nói đưa ra cảnh báo cho anh chị là phân kỳ đồ thị tuần cũng như là mô hình hai đỉnh đó, cảnh báo anh chị rất là nhiều ha. Từ hơn một tháng trước thì đến bây giờ nó đã đi gần như là đúng rồi anh chị, nó chỉ còn đâu đó là 1/3 quãng đường nữa thôi. Thì 1/3 quãng đường đó là đâu? 1/3 quãng đường chúng ta thấy nè, quãng đường thứ nhất nè, quãng đường thứ nhất là khi mà chưa gãy 1.200, quãng đường thứ hai là kể từ khi gãy 1.200 và đến bây giờ đang hồi phục nè. Thì chúng ta còn một cái quãng đường nữa là quãng đường số 3. Đây anh chị. Đấy. Chúng ta còn 1/3 quãng đường nữa thôi để cho thị trường hoàn thành cái nhận định của chúng ta từ hơn một tháng trước, đúng không? Đó. Cho nên lúc này thì mình sẽ tiếp tục là kiên nhẫn. Lúc này mình sẽ tiếp tục kiên nhẫn. Tại vì đang đúng anh chị, đang đúng mà đúng không? Đến bây giờ đang đúng rồi. Thì đúng rồi thì chúng ta phải có niềm tin chứ, đúng không? Có thể là mọi người đang nói là thị trường đang tạo đáy ở quanh 1106 rồi, điểm thấp nhất trong những phiên vừa rồi ha. Là 1106. Mọi người đang nói là thị trường đang tạo đáy thành công ở đây. Đó, hôm nay mình nghe rất nhiều cái tin trên thị trường nói. Và đặc biệt là có những cái tin ví dụ như cái tin mà ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu anh chị. Đây, đây là cái tin đó. Ngày hôm nay ha, ngân hàng nhà nước đang giảm cường độ hút tiền. Lượng tín phiếu phát hành giảm một nửa. Lãi suất hạ xuống còn 1% trong phiên 9 tháng 10. Đó. Đây là cái tiêu đề đang làm cho nhà đầu tư rất là phấn khích, đúng không? Mặc dù hôm nay vẫn tiếp tục hút tiền về nhưng mà đang hút ít. Những cái giai đoạn đầu thì hút 10.000, sau đó thì tăng lên là hút 20.000. Xong rồi sau đó lại quay về 10.000 và bây giờ xuống 5.000. Tích cực không? Bắt đầu hút ít dần, đúng không? Đặc biệt là lãi suất những lúc đầu thấp, sau đó thì lãi suất tăng lên cao lên 1,3%. Sau đó bây giờ quay trở lại 1%. Đó là tích cực không chị? Cái tin này nếu mà đọc sơ qua thì chúng ta thấy tích cực ha. Đặc biệt á, tổng khối lượng mà hút á, thì đến lúc này chúng ta đã hút về được gần 145.700 tỷ đồng. Đó, thì so với cái dự kiến ban đầu là ngân hàng nhà nước sẽ hút đâu đó là khoảng từ 150.000 cho đến 170.000 đúng không? Thì chúng ta đang thấy là họ đang hút gần xong cái mục tiêu ban đầu rồi. Đấy. Và đặc biệt là cái ngày mà đầu tiên bắt đầu hút á, là ngày 17. Ngày sorry chị, ngày 21. Thì đâu đó là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ đến cái đợt đáo hạn của cái đợt hút tiền đầu tiên kỳ hạn 1 tháng đúng không? Thì có thể là khoảng 2 tuần nữa thì thị trường sẽ bơm tiền ra trở lại. Đó anh chị ha. Thì đó là những cái mà thông tin liên quan đến cái một trong những cái nguyên nhân chính làm cho thị trường giảm giá gần đây. Đó. Nhưng mà như anh chị thấy, thứ nhất để mà tiền bơm ra trở lại thị trường thì phải 2 tuần đến khoảng ngày 21 đúng không? Tức là sau đáo hạn phái sinh của tháng này. Đó, phải 2 tuần nữa. Cho nên đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa có một cái căn cứ gì ngoài sự hy vọng là ngân hàng nhà nước sẽ không hút tín phiếu nữa và bơm tiền ra ngoài. Đấy. Tức là mọi người đang kỳ vọng là họ sẽ khi mà đạt được cột mốc là 150.000 hoặc là tệ lắm là 170.000 thì ngân hàng nhà nước sẽ không hút nữa và sau 2 tuần nữa sẽ bơm ra. Đó, đó là một cái sự hy vọng lúc này, đúng không? Và nó đang giúp cho thị trường chúng ta tăng điểm trong hai phiên gần nhất. Đấy. Tuy nhiên nha anh chị, cái vấn đề là đó là một cái sự kỳ vọng thôi. Còn các cái biện pháp của nhà nước thì lúc này chúng ta không biết. Đó, có thể là những người thạo tin thì họ sẽ biết, nhưng mà chúng ta không biết. Vì vậy cho nên chúng ta nên hành động theo những gì thị trường nói. Và nếu mà đúng theo cái mốc thời gian là có thể ngân hàng nhà nước sẽ bơm tiền ra trở lại anh chị. Tức là khi mà tín phiếu đến hạn á, thì họ lại bơm tiền ra. Thì nếu mà đúng một cái timing đó khoảng 2 tuần nữa
thì mình đã nói với anh chị từ trước rồi đúng không? Đó là đâu đó thị trường sẽ chính thức tạo đáy sau cái thời điểm đáo hạn phái sinh. Mà đáo hạn phái sinh thì nó tháng này nó rơi vào đâu đó ngày 19 anh chị, ngày 19. Ngày 19 tức là vào thứ năm tuần sau. Đó, thì từ giờ đến đó thì chúng ta có thể coi như là khoảng 2 tuần đúng không? Thì nó sẽ trùng khớp với cái khoảng thời gian của ngân hàng nhà nước có thể sẽ bơm tiền trở lại. Đó. Cho nên từ giờ cho đến lúc đó thì mình chưa thấy có một cái lý do gì để củng cố cho việc thị trường sẽ chính thức tạo đáy ở đây cả. Chưa thấy cái lý do gì cả. Vì vậy cho nên chúng ta chưa nên lạc quan anh chị. Có thể là vẫn còn một cái cú giảm mạnh nữa trước khi chính thức tạo đáy. Thì từ giờ cho đến lúc đó còn khoảng 2 tuần nữa, mọi thứ có thể xảy ra anh chị nhé. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Ok, thì mình sẽ nói cái trường hợp mà cái kịch bản mà chúng ta đang nói từ một tháng nay, đúng không? Bây giờ vẫn giữ nguyên cái kịch bản đó, tức là đã một tháng rồi, chúng ta nói vấn đề này đã một tháng rồi. Tức là cái mục tiêu của thị trường sẽ đi về cái vùng 1080 cho đến xuống dưới là 1050, thậm chí nhá, những cái cú đó có thể là nó sẽ quét điểm số xuống sâu anh chị. Đó, tức là tạo ra những cái nến rút chân thì thậm chí có thể nó về đến 1030 cũng có ha. Đây, cho nên mình mới vẽ một cái biên độ lớn như này, thì cái này nói kỹ với anh chị rồi nha. Hôm nay nhắc lại một chút xíu thôi. Thì đó, những cái lần mà anh chị thấy tạo đáy thì nó đều xảy ra những cái phiên có biên độ lớn này. Nó quét xuống rất là sâu rồi ha. Quét xuống rất là sâu, thậm chí mở gáp luôn. Sau đó thì hồi phục lên. Đó. Thì mình đang chờ thị trường sẽ có những cái phiên wash out như thế này. Đấy, mới gọi là tạo đáy anh chị. Đấy, những cái phiên như thế này. Thì chúng ta mới gọi là tạo đáy. Đặc biệt nha, mọi người thấy những cái giai đoạn mà thị trường giảm, nó luôn có những cái lần mà tạo ra khoảng 3 cái đáy gần đây. Một đáy này, hai đáy này, và cái đáy số 3 ở đây, đúng không? Đó, những cái lần mà thị trường giảm nó đều vậy anh chị. Đó, hoặc là nếu mà chúng ta có thể không coi cái này là đáy hai đi, thì chúng ta coi một đáy này, hai đáy này, sau đó có một cái nhịp hồi đủ mạnh và nó rơi tiếp tạo thành khu vực đáy số 3 trước khi đi lên. Đó, rồi nếu mà thị trường nó hồi thế này á, từ lúc tạo đáy mà hồi thẳng luôn á, thì sau đó sẽ kết thúc cái nhịp hồi sớm để rơi sâu tiếp. Còn trong trường hợp mà thị trường thế này nè anh chị, thị trường nó hồi lên sau đó nó test lại tạo được một cái đáy hai nhỏ, thì sau đó cái cửa đi lên của thị trường sẽ còn tiếp tục có cửa đi lên ha, có cửa đi lên, và cái cú test đáy xong á, thì thị trường sẽ có thể đi lên thêm khoảng đâu đó một tuần, thậm chí hai tuần được. Đấy, cho nên cái vấn đề của thị trường chúng ta lúc này là chúng ta cần chờ một cái khu vực test lại đáy này anh chị. Thì dĩ nhiên là test đáy này, nếu mà nó test đáy này chúng ta gọi là đáy hai ngắn hạn ha, đáy hai nhỏ. Nó giống như giai đoạn này test mà không thành công thì nó rụng luôn. Còn nếu mà test mà thành công thì sau đó thì nó sẽ còn có một cái nhịp đi lên nữa, kéo dài từ 1 đến 2 tuần ha, tùy sức mạnh của thị trường những cái giai đoạn đó anh chị thấy không. Còn nếu mà nó vẫn cứ đi lên liên tục á, đây là giống như nhịp này, cứ đi lên liên tục và không có những cái cú test đáy ngắn hạn, thì sau đó thì nó đi lên những cái vùng kháng cự thì nó rụng thôi, chứ không đủ sức đi lên đâu anh chị. Đó, nó đi lên xong rồi nó rụng ha, không đủ sức đi lên tiếp. Đấy, và nó quay lại để nó tạo một cái vùng đáy số 3, đúng không? Chúng ta thấy vùng đáy 1, vùng đáy 2, này, vùng đáy số 3 trước khi đi lên. Đó, năm ngoái nha, đây cũng vậy nè. Vùng đáy số 1, này. Vùng đáy số 2, này. Vùng đáy số 3. Thì sẽ là cái vùng đáy số 3 sẽ là cái vùng mà chúng ta có một cái niềm tin hơn ở cái việc thị trường tạo đáy, đặc biệt là có những cái phiên wash out ha. Đấy, cho nên có những giai đoạn anh chị nhá, ví dụ như giai đoạn này nè,
đến cái vùng đáy số 3 thì không có phiên wash out nữa. Không có phiên wash out nữa, nhưng mà vấn đề là nó thuộc cái vùng đáy số 3. Cho nên có thể là thị trường giai đoạn này anh chị đang nói là đi lên trong nghi ngờ. Đó, không có những cái cú đạp mạnh nữa. Đó, thì thị trường vẫn có khả năng là tạo đáy theo cái cách này, nhưng nó phải ở những cái vùng đáy số 3. Đấy, tức là nó đã phải trải qua hai cái dạng đoạn đáy trước đó rồi thì chúng ta mới đủ một cái sự tin cậy. Đó, còn không thì chúng ta phải cần có một phiên watch out mới đủ sự tin cậy, và đặc biệt là làm gì thì làm cũng phải cần có một cái đáy hai test lại anh chị ha. Đó, thì chúng ta thấy là thị trường bao giờ cũng vậy nè. Đáy số 1 này, nếu mà nhìn về ngắn hạn sau đó nó phải có cái test đáy hai ấy, đúng không? Hoặc là kể cả những cái giai đoạn gần nhất này, ví dụ như giai đoạn này, mở to ra cho anh chị coi nha. Một cái giai đoạn đi từ cây nến này đến cây nến này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kéo dài 8 phiên, nó cũng có những cái cú test đáy nè anh chị. Cây nến đỏ này nè là cái đáy một ngắn hạn nhé. Đó, sau đó cái cây nến đỏ này nè là cái đáy hai ngắn hạn. Sau đó nó mới đi lên đủ T cộng, tức là phải có cái đáy hai này mới đủ T cộng để đi lên. Đó. Dĩ nhiên là đi lên đây có người chốt, có người không chốt. Ai chốt thì có lại, ai không chốt thì có thể quay lại, lộ tiếp, đúng không? Đấy, thì mình chỉ cho anh chị, đúng không? Kể cả những cái nhịp hồi đủ T cộng thì nó cũng cần phải có một cái đáy hai thì nó mới đủ cái sự tin cậy. Nó còn không thì thường là nó không có đáy hai thì nó đi lên thẳng luôn, sau đó nó rụng luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là có những giai đoạn đi lên thì cũng kéo dài nhiều phiên, anh chị vẫn có thể kịp T cộng. Nhưng mà mình đang nói về cái vấn đề đủ sự tin cậy ấy. Đủ sự tin cậy thì thường là nó phải có cái đáy hai. Đó, đặc biệt là nếu mà những cái nhịp hồi mà chúng ta đang kỳ vọng là kéo dài nhịp hồi từ 1 đến 2 tuần thì chắc chắn là phải có một cái đáy hai thì đó. Đây nè, đáy một. Nếu mà xét về những cái khung mà thời gian mà thị trường đi lên một cái nhịp đó ha. Đó thì chúng ta thấy cái đáy một ở đây này. Sau đó đi lên vài phiên rồi phải quay lại test đáy hai rồi mới đi lên tiếp được, đúng không? Đấy. Cái việc này thì mình luôn nhắc anh chị nha. Thì đến những giai đoạn này mình đang thấy nhiều anh chị đang đang có vẻ như là nghiêng về kịch bản là thị trường đã tạo đáy xong. Cho nên mình sẽ nói lại cho anh chị để anh chị nhớ thôi. Đó. Đây là những giai đoạn này. Cái nhịp 1150 vào tháng 8, đúng không? Sau cái nhịp cảnh báo thị trường sẽ rơi 100 điểm và mình cho anh chị bắt đáy ở quanh 1150 vào tháng 8, đúng không? Thì anh chị thấy nè, đáy một là cái cây nến đỏ này, sau đó đi lên và nó cũng phải test lại cái đáy hai. Rồi mới có một cái nhịp đi lên đủ dài, đủ dài, đủ tin cậy, đúng không? Đấy, nó phải có test đáy. Còn bây giờ nè, anh chị nhìn thị trường sau phiên ngày hôm nay, sau phiên ngày hôm thứ năm tuần trước thì ngày hôm thứ sáu đi lên, ngày hôm nay tiếp tục đi lên, nó là test đâu, đúng không? Cái đáy là phải tính ra đáy thấp nhất, cái phiên thứ ba tuần trước nó đâu phải là thấp nhất đâu anh chị, phải cái phiên thứ năm tuần trước nó mới thấp nhất. Thấp nhất thì nó đang là cái đáy, cái đáy thì đến bây giờ chưa có test, chưa test thì đi lên đến đâu thì trước mắt thì mình chỉ đánh giá, ví dụ phiên ngày mai mà đi lên thì mình đánh giá là anh chị có thể là xem xét cái việc chốt lời ha, hoặc là hạ tỷ trọng, ai có lời thì chốt, ai kẹp hàng thì hạ bớt tỷ trọng ở khu vực cái vùng cản từ 1142 cho đến 1146, thậm chí nếu mà đi mạnh lên quanh 1150 nữa thì càng tốt vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái gap này sẽ chưa lấp ngay được, đâu đó là cản của thị trường sẽ là từ 1142 đến 1146 đó, trong phiên ngày mai có thể là sẽ đụng cái đó. Và đặc biệt là trong chiều ngày hôm nay livestream thì mình có nói với anh chị là có thể là sáng mai thị trường sẽ đi lên tiếp tục ha, nhưng mà đâu đó bắt đầu từ trưa là anh chị phải cẩn thận, và đến phiên chiều sẽ có khách sạn hút giá về, cho nên mọi người phải cẩn thận là khả năng thị trường sẽ điều chỉnh vào phiên chiều ngày mai đó. Và lúc này nó cũng đang chung với cái vùng kháng cự quanh 1142, 1146, 1150 ở đây, đúng không? Cái đường màu trắng 1150 này, cái đường này thứ nhất
nó là cái đáy cũ của cái nhịp bắt đáy trước đây ở cái phiên này. Đấy. Cái thứ hai vừa rồi nó thủng gáp. Nó mở gáp để thủng 1150, cho nên cái mốc này mình đánh giá là cái nhịp hồi ngắn hạn trong ngày mai nó sẽ khó để vượt qua 1150. Mà sau đó nó phải chỉnh lại. Còn chỉnh về đến đâu mình không biết chị. Đó, chỉnh về đến đâu thì không biết, có thể là 1120, có thể 1130 gì đó. Thì ngày mai chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Nhưng mà theo mình thì trước mắt ngắn hạn nó sẽ lên đến cái khu vực này thôi ha. Đấy. Lên đến quanh khu vực này thôi. Sau đó nó sẽ phải quay về để test đáy. Nếu test đáy xong, nếu test đáy thành công nha, thì có thể là sẽ còn một nhịp tăng để đi lên, vượt qua 1150 và đi lên cái vùng trên này luôn. Anh chị hiểu ý không? Đấy, tức là cần phải có một nhịp test đáy. Test đáy xong, đâu đó ở đâu cái vùng nào thì chưa biết. Đấy. Nhưng mà test xong thì có thể là sẽ đi lên. Để mình mở cái đồ thị nhỏ ra nói luôn đi. Theo đồ thị H1 thì hỗ trợ của thị trường sẽ là đâu đó khu vực 11 1122 1125. Đó thì có thể là sẽ quay về test đáy ở đó. Hoặc là nếu mạnh hơn thì có thể test quanh 1130. Test xong mà giữ được, đặc biệt là không có thủng cái vùng đáy dưới này mà, thì sau đó thậm chí là có thể sẽ vượt 1150 để đi lên những cái vùng cao hơn, 1170 chẳng hạn. Hoặc là ai mà lạc quan hơn thì có thể người ta sẽ nói là lên đến tận 1190 chẳng hạn. Đấy, cái khách sạn của, tuy nhiên cái khách sạn của Ichimoku thì chỉ mở cửa quanh mốc 1167 thôi, cho nên nếu mà mạnh á, đi lên được khách sạn thì mình cũng đánh giá là cũng chỉ lên được tối đa là 1167 thôi. Chứ anh chị đừng có kỳ vọng nhiều hơn, 1167, 1170 gì đó. Đấy. Đó là với điều kiện là phải có cái đáy hai nha, phải có cái đáy hai. Còn nếu mà không có đáy hai mà tiếp tục đi lên thì những cái vùng này rất là khó vượt anh chị nha. Thì mình nói cái vùng kháng cự đó để cho anh chị có thể dễ dàng hành động. Đặc biệt là những anh chị nào mà có ý định lướt tới không hạ giá vốn, thì anh chị chú ý phiên ngày mai đi lên khu vực cản 1142, 1146 hoặc là thậm chí 1150, đó là vùng chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng. Sau đó ha, chúng ta sẽ chờ, nếu mà test cái đáy hai thành công ở đâu đây thì chúng ta sẽ mua lại phần hàng đó và chúng ta đánh một nhịp mới đi lên quanh cái vùng trên này 1165, 1170 chúng ta chốt kiểu vậy nhá. Đó, đó là cái hành động. Thì đó cũng là một cái kịch bản tích cực nhất, kịch bản tích cực nhất để thị trường không rơi sâu. Trong trường hợp mà có đáy hai thì biết đâu đi lên cao và nó sẽ test về những cái vùng 1150 gì đó để nó sẽ trụ vững để tiếp tục đi lên chị. Đấy. Đúng không? Anh chị hiểu ý không? Ok, thì đó là cái kịch bản mà tích cực nhất nha. Kịch bản tích cực nhất thì chúng ta sẽ phải chờ một cái đáy hai để anh chị có thể yên tâm. Ai mà tham gia mua T cộng thì chúng ta cũng nên kiên nhẫn chờ đáy hai, tại vì thực ra cái điểm mua thì nó đã đến vào tuần trước rồi. Điểm mua T cộng đẹp nó đến vào tuần trước, hoặc là phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể ráng T cộng rồi, chứ còn đến phiên ngày mai thì mình nghĩ là anh chị em nên hạn chế đua nhé, nên hạn chế đua. Có thể là thị trường nó sẽ duy trì ở vùng giá cao, có thể là nó sẽ duy trì ở vùng giá cao thêm một vài phiên, nhưng mà mọi người hãy cẩn thận những cái cú như như cái thời điểm này đi lên luôn ha, duy trì ở trên cao được vài phiên, sau đó thì nó có những cái cú đổ sập bất kỳ lúc nào nhé. Thị trường nó rất nhiều lần như vậy anh chị nhé, chứ không phải là một lần đâu. Đây nè, đấy, những cái lần tạo đáy nè, lên nè, sau đó hồi nè, anh chị thấy những cái cú test nè, sau đó đi lên nè,
dây dưa này, rầm này, ha. À, những cái cú test này nó cũng không phải là một cái cú test đáng tin cậy, test mà tin cậy á. Nếu mà gọi là test đáy mà tin cậy anh chị là nó phải test về đến quanh cái đáy cũ, gần gần cái đáy cũ mới tin cậy. Còn những cái cú đi lên là anh chị nó có một phiên hai phiên test thì đi lên nó cũng chỉ gọi là để cho anh chị kịp T cộng thôi. Nhưng mà vấn đề kịp chỉ đối với những người mà chấp nhận bán T cộng. Còn những ai mà kỳ vọng nhiều hơn và không bán thì sau đó quay lại lỗ ha. Đấy. Rồi nó cũng có những cái cú quay lại nữa. Rồi cũng đi lên đủ T cộng nữa. Nhưng mà sau đó thì lình xình và rơi nữa. Đấy. Cái này là giai đoạn năm 2020 nè anh chị ha. Đó, thì chúng ta thấy là thị trường nó luôn có những cái nhịp như thế này. Đấy, những cái nhịp giảm đi lên này, rơi này. Đi lên mà không có tạo đáy hai này. Không có đáy hai này, ha. Đi lên này. Sau đó rơi tiếp này. Đó, đến đây mà đi lên này. Cũng không có đáy hai nè, sau đó rơi tiếp. Đó, rồi anh chị thấy nè, những giai đoạn này nó rơi về đến những cái vùng này nó đi lên nó phải test lại đáy, thậm chí test lại đến 3 lần mới mới tạo đáy đi lên tiếp, đúng không? Đấy. Dĩ nhiên là tùy những cái giai đoạn mà nếu có hỗ trợ cứng thì thị trường sẽ yên tâm có một cái nhịp đi lên dài anh chị. Còn nếu mà không phải là hỗ trợ cứng thì nó chỉ đi lên một nhịp đâu đó khoảng T cộng thôi, hoặc là một tuần hoặc là 5 7 ngày gì đó, đúng không? Ok, thì chủ đề ngày hôm nay thì chủ yếu là mình nói về cái vấn đề này ha. Vấn đề này tức là tín phiếu thì ngân hàng nhà nước họ đã bắt đầu là hút đủ theo cái mục tiêu từ đầu rồi. Đấy. Và có thể là giai đoạn tới thì họ sẽ tiếp tục có những cái sự hút tiền, nhưng mà cường độ đang giảm dần, nó cho mọi người có những cái sự hy vọng. Nhưng mà cái vấn đề là lúc này thị trường vẫn chưa rõ ràng ha. Và đặc biệt là lúc này chúng ta thấy là khá nhiều kháng cự, kể cả đồ thị anh chị. Đó, mọi người thấy nè, bây giờ đi lên là gặp dao găm nè, rồi ở phía trên lại có những con dao găm nè, đó. Và đặc biệt là vùng này không phải là vùng hỗ trợ tin cậy nè ha. Ấy, hỗ trợ tuần tin cậy nó phải là khu vực bên dưới này, đúng không? Hỗ trợ tháng tin cậy là nó phải khu vực bên dưới con dao găm này, bây giờ nó còn chưa đụng. Cho nên hỗ trợ chưa phải là tin cậy, phải về đến đây mới gọi là hỗ trợ tin cậy. Thì lúc này thì mình chưa có một cái gì gọi là niềm tin là thị trường tạo đáy nha. Cho nên chị cố gắng là những cái thời điểm nào mà Tùng cũng như là anh em ITP á, mà nói với anh chị là thị trường chính thức tạo đáy, lúc đó anh chị có thể mạnh dạn hơn. Còn giai đoạn này thì dĩ nhiên là tiền là của anh chị. Có những anh chị đang 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 kẹp hàng thì anh chị sẽ muốn là thị trường hồi để anh chị bán để cơ cấu. Nhưng mà ngược lại có những anh chị đang ôm tiền thì lại nói là thị trường bây giờ đã ok rồi, tạo đáy rồi và anh chị muốn mua vào. Thì cái đó là tùy vào anh chị thôi ha, tùy vào anh chị. Nhưng mà mình vẫn luôn dặn anh chị là những giai đoạn này nếu mà mọi người muốn tham gia sớm thì mọi người nên tham gia với một tỷ trọng nhỏ và nên sử dụng bằng tiền mặt, chưa nên mua bằng margin, đặc biệt là đừng full margin nhé. Đấy, đừng có sử dụng margin luôn, nên mua bằng tiền mặt. Đó, anh chị nên phân bổ vốn ra để mua nếu anh chị muốn tham gia sớm. Còn có những anh chị thì đang nói là thị trường đã giảm hơn 100 điểm rồi thì bây giờ mua được rẻ rồi, cái đó cũng đúng. Nhưng mà vấn đề là đâu đó có thể là nó sẽ còn giảm thêm 50 điểm nữa chẳng hạn, hoặc là nhiều hơn. Đấy, bây giờ đang 1137 đúng không? Biết đâu nó giảm thêm 100 điểm nữa thì sao? 100 điểm nữa. Biết đâu nó giảm thêm 100 điểm nữa. Thì chúng ta lại mất cơ hội thôi ha. Cái vấn đề ở đây không phải là mua được hay không mua được, mà vấn đề là nếu nó còn giảm thêm thì chúng ta còn tiền mua hay không. Cho nên cái cách của chúng ta là anh chị cứ chia ra, nếu mà anh chị đang nóng ruột quá, anh chị muốn vào thị trường sớm ngay từ bây giờ thì anh chị cứ chia tỷ trọng ra mua. Mình nghĩ là mua trước 30% cũng được,
hoặc là anh chị nào mà máu hơn thì có thể mua 50% cũng được, nhưng mà chưa nên mua nhiều ha, chưa nên mua quá nhiều đó. Và đặc biệt là nếu mà mua thời điểm này á, thì nhớ kỹ cho mình là nếu mà lỡ trong 1 2 tuần nữa mà giảm á, thì bây giờ ngay từ thời điểm bây giờ anh chị phải xác định nha, là nếu anh chị mua quanh cái vùng giá hiện tại của thị trường thì anh chị mua vì lý do gì? Mua vì T cộng hay là mua vì ôm cho 1 2 năm tới? Nếu anh chị mua để ôm á, thì mình không có ý kiến nha. Và nếu mà anh chị mua để ôm thì nếu mà lỡ trong tuần sau thị trường nó quay lại giảm mạnh tiếp á, để rơi về 1080, 1050 thì lúc đó anh chị mặc kệ nó luôn, không cắt lỗ, tiếp tục ôm và lấy một phần tiền còn lại để chúng ta trung bình giá, nha. Còn nếu mà anh chị mua T cộng á, thì anh chị cố gắng chọn cái thời điểm mua cho hợp lý. Ngày mai không phải là thời điểm đẹp để mua T cộng nữa rồi. Đó. Còn nếu mà anh chị vẫn quyết định mua thì nhớ cho mình đã mua T cộng, hàng về lãi thì chốt, lỗ thì phải cắt. Đó. Để làm gì? Để chúng ta sau khi cắt xong chúng ta lấy chính phần tiền đó chúng ta mua lại ở bên dưới. Tại vì nếu mà anh chị mua quanh đây mà anh chị lỗ thì chắc chắn là khi mà hàng về khả năng thị trường nó còn rơi mạnh một nhịp nữa. Ha. Mà cái nhịp rơi nữa thì mình tin là nó sẽ là nhịp rơi thứ ba và đó sẽ là cái nhịp tạo đáy của thị trường. Thậm chí nếu mà có một phiên wash out nữa, tap out thì tín hiệu lại càng đáng tin hơn ha. Cho nên mình vẫn sẽ tiếp tục chờ, tiếp tục chờ. Còn những phiên gần đây thì vẫn nói anh chị là ưu tiên T0 đúng không? Từ giờ cho đến cuối tuần anh chị có thể mạnh dạn T0, nhưng mà chú ý là nên chờ những cái nhịp chỉnh ngắn hạn của thị trường của cổ phiếu thì T0 sẽ tốt hơn. Đó. Cái thứ hai là T cộng thì hạn chế mua nữa, tại vì lúc này mà mua thì không lợi thế T ha. Cho nên từ phiên ngày mai cho đến cuối tuần chúng ta sẽ ưu tiên tập trung vào cái việc T0 khi thị trường chỉnh. Còn khi nào mà thị trường xác định được cái đáy hai nhỏ, tức là có thể bắt đầu từ chiều mai thị trường sẽ điều chỉnh, hoặc là đến thứ tư đó. Nếu điều chỉnh mà có một cái đáy hai nhỏ và sau đó tạo đáy thành công thì lúc đó mình sẽ nói anh chị mua một nhịp T cộng sau ha. Còn phiên ngày mai thì anh chị cứ tạm thời là đừng T cộng gì hết đó. Chủ yếu là nhắm đến T0 thôi cho an toàn, đó là đối với những anh chị mà chúng ta đánh ngắn hạn trong giai đoạn này nhé. Còn đánh dài hạn thì mình nói rồi, nếu anh chị xác định mua từ bây giờ anh chị cứ mua, nhưng mà cố gắng là tịnh tâm, thị trường giảm cũng mặc kệ, lấy phần tiền còn lại để trung bình giá, chứ không phải là bây giờ mua để mục tiêu là nắm dài hạn, sau đó thì sao chị, tuần sau mà lỡ nó rụng cái lại bắt đầu hoảng lên rồi cắt lỗ thì đáng tiếc. Tại vì tuần sau mà anh chị cắt lỗ thì mình sợ là lúc đó thị trường sẽ tạo đáy đó, ha. Ok, thì nói chung là về vấn đề thị trường thì đã nhận xét và đánh giá khá nhiều. Thì theo Tùng đánh giá thì thị trường sẽ, khi mà thị trường tạo đáy thì những cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta chú ý thì vẫn ưu tiên cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tiếp theo là những nhóm đầu tư công, đợt này cũng thấy khá là tốt ha. Ngày hôm nay thì có nhóm dầu khí cũng là một nhóm mà anh chị thấy là nó đang có một cái thời gian tích lũy khá lâu. Nhóm dầu khí cũng là cái nhóm mà sau cái nhịp chỉnh xong, thị trường tạo đáy xong thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể tập trung để đánh nhóm dầu khí đó. Ngoài ra nhóm khu công nghiệp ha, cũng là một cái nhóm khá là ổn đó. Khu công nghiệp những cái cổ phiếu dẫn đầu như GVR chúng ta có thể chờ thêm khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần nữa là mình nghĩ là mua ok. Nếu giảm sâu thì dĩ nhiên là mua quá tốt, còn nếu không giảm sâu thì khoảng 2 tuần nữa là tham gia ok đấy. Ngoài ra thì nhóm thép hôm nay cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng mà nhóm thép thì chúng ta cần thêm thời gian ha. Thì tóm lại đối với thị trường này thì chúng ta cứ theo dõi thêm anh chị nhé. Đó, mình phân tích rất kỹ về thị trường rồi. Thì anh chị cứ suy ra những cái cổ phiếu. Có những cổ phiếu thì sẽ mạnh nhưng mà nhịp sắp tới thì mình đánh giá là có thể nó sẽ yếu đi á. Ví dụ như nhóm hóa chất phân bón có thể là khoảng 2 tuần nữa thì cái đà tăng nó sẽ không còn. Thì sẽ xảy ra
một trong hai trường hợp. Một là có thể là nó sẽ đi ngang tích lũy, hai là có thể sẽ điều chỉnh một nhịp tương đối sâu. Tại vì giai đoạn này thì gần như các cổ phiếu phân bón và hóa chất đều đi lên, không điều chỉnh nhiều, trong khi thị trường chung chúng ta và rất nhiều nhóm ngành khác đã điều chỉnh tương đối rồi ha, nhưng mà những nhóm này thì nó vẫn đang đi lên. Cho nên mình nghĩ là khoảng 2 tuần nữa anh chị, khi mà thị trường chỉnh xong thì anh chị hãy cẩn thận đối với những cái nhóm này ha. Ok, thì Tùng sẽ kết thúc bản tin thị trường ngày hôm nay ở đây nhé. Cảm ơn chị đã theo dõi rất là kỹ. Mình hy vọng là anh chị sẽ bình tĩnh tham gia giai đoạn này, tại vì cơ hội trên thị trường rất nhiều anh chị. Kể cả bây giờ 1137, nhưng mà nếu mà 2 tuần nữa thậm chí là có thể vượt qua 1150 thì anh chị vẫn có thể mua cao hơn chút được. Vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta sẽ an toàn hơn chị. Còn giai đoạn này cái lưỡi hái nó vẫn đang treo lơ lửng ha. Cái lưỡi hái nó vẫn đang treo lơ lửng. Bùm cái lỡ mà nó thế này thì sao ha, thì nó sẽ gây thiệt hại cho anh chị không. Cho nên chúng ta kiên nhẫn 2 tuần nữa đó. Còn nếu tham gia T cộng T không thì mình nói rất kỹ rồi nhé. Còn nếu mà không tham gia cái đó thì anh chị có thể tiếp tục đứng ngoài tầm 2 tuần nữa, đến khi thị trường chính thức xác nhận an toàn thì mình sẽ báo anh chị tham gia đó. Nếu mà rơi về cái vùng bên dưới này thì quá ngon để mạnh dạn tham gia. Còn nếu mà không rơi về bên dưới này mà duy trì ở những cái vùng cao trên đây thì 2 tuần nữa chúng ta sẽ là thời điểm chúng ta tham gia mạnh trở lại vào thị trường ha. Còn bây giờ cứ kiên nhẫn tiếp đi anh chị. Thực ra mình còn nôn nóng hơn chị nữa, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh, không không có vấn đề gì phải vội vã cả. Ok, cảm ơn mọi người, thì Tùng sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây nhé. Anh chị nhớ like, nhớ share, nhớ bình luận, nhớ thả tim nhé. Và số điện thoại ngay trên màn hình, hy vọng là anh chị kết nối với mình, đồng hành sớm với Tùng cũng như là với các anh em khác của ITP. Hy vọng là ITP sẽ giúp cho anh chị có những cái bài học kinh nghiệm, có những cái khuyến nghị tốt để giúp cho anh chị kiếm tiền trên thị trường, và quan trọng nhất là tránh được những cái rủi ro anh chị. Cơ hội không thiếu, nhưng mà vấn đề là phải còn tiền thì mới mua được cơ hội. Mà nếu muốn mua cơ hội thì phải còn tiền, mà muốn còn tiền thì phải tránh được rủi ro, đúng không? Quay đi quay lại thì chúng ta vẫn là cái vấn đề thoát rủi ro, giữ tiền và đón đầu cơ hội. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.